Sáng 7 tháng 8, trao đổi riêng với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ lo toàn bộ chi phí hậu sự cho người mất vì Covid-19, mức hỗ trợ là 17 triệu đồng mỗi trường hợp. Số tiền này trích từ ngân sách thành phố. Trước đó, tại cuộc họp về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, chiều ngày 5 tháng 8, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ hỗ trợ chi phí cho người không may qua đời vì Covid-19. Cụ thể, ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí từ giai đoạn đưa thi thể người bệnh từ bệnh viện đến nơi hỏa táng và đảm bảo hết toàn bộ chi phí cho người này. Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, hiện nay 16 lò hỏa táng tại Bình Hưng Hòa do Công ty Môi trường Đô thị phụ trách đang ưu tiên để hỏa táng người mất vì Covid-19. Số ca mất vì nguyên nhân thông thường sẽ được chuyển về khu vực Nghĩa trang Đa Phước để hỏa táng, tránh trường hợp xe cứu thương ùn ứ gây hoang mang cho người dân. Hiện tại, phía cơ quan chức năng đã phối hợp với các bệnh viện điều tiết xe từ xa. Ngoài ra, một số ca mất thông thường sẽ được chuyển về các cơ sở hỏa táng còn lại trên địa bàn thành phố để hỏa táng.